hàng là thực đế, nhưng trường hợp trong câu chuyện này vì khách đang khiến cho chủ tiệm tóc nổi nóng vì nhất quyết không chịu trả tiền sau khi sử dụng dịch vụ. Lý giải cho hành động của mình, nam thanh niên cho rằng mình đang bị thuê cho quán mà và liên tục cừ trừ trong sự bức xúc của chủ quán. Ủa tự nhiên đi cắt tóc mà không trả tiền mà hỏi không bình thường. Bị thuê nha. Bị thuê là sao? Thuê là sao em? Ý là em chỉ còn trả tiền chị thôi chứ chị đâu có cần em BA gì đâu em. Ai đi hót tóc tôi để nhiêu tôi hành này 210. 210 nghìn. Đấy là làm cái gì nói lên cho người ta biết. Cắt tóc nè, cạo mặt nè, lột mụn nè, ráy tai nè, gội đầu. 210 tự nhiên cắt tóc làm xong ra tính tiền đấy. Trời ơi tự nhiên tính tiền gì đi về một nước rồi. Nhân. Tự nhiên đi về gì em? Chị nói thiệt với em nếu mà em thật ra nó chị ơi em không mang tiền thôi em. Chị có thể cho em chị nói thiệt thẳng thắn chị. Chị thể cho em đi. Nhưng mà con người em nghi ngờ quá tự nhiên em đi ra xong em tính tiền họ chị nè. 9 giờ rồi bây giờ cũng vẫn ở đây đợi làm cho em nè. Mà bây giờ em nói chuyện như vậy. Ủa? Nói chung là mọi người nó điên khùng quá là được. Em bình thường chắc là ok. Ờ bình thường rất là ok. Vậy chị đi chị hỏi em chị chứng phục chị. Chị đó. Mà chị đi không cái gì? Chị mà. Tự nhiên là chị mà sao là em? Là sao? Là gì em vô tiệm chị tiếp khách cho em từ lúc nãy giờ. Thợ chị 9 giờ chưa được về vẫn ở lại đợi phút quát cho em tạo việc cho em. Làm 200 mấy ngàn mà bây giờ em đi ra em nói em không biết gì là sao, em không có tiền là sao? Là cũng bình thường. Em có gì cũng bình thường thôi. Điên ghê trời. Thì bây giờ em trả tiền cho chị đi rồi em về bình thường. Chị uống chai nước cho bờ nắng bắt nắng chị. Đừng làm chị nóng nha. Dạ em nóng hơn á. Chị làm gì em nóng? Chị không hiểu. Không hiểu cái gì? Em không hiểu, chị không hiểu. Em đi vô tiệm tóc tay em cắt xong đi về vậy đó hả? Dạ ok chị, bình thường mà. Em có bị khùng không vậy? Cũng hơi chút. Đỡ thằng này nó ngáo rồi sao đi. Em học ở đâu? Đoạn clip hiện vẫn đang trở thành đề tài gây chú ý trên mạng. Nhiều người chỉ trích nam thanh niên này có vấn đề. Một số khách thì đặt nghi vấn tiệm tóc dần dần để BA. Song theo chính chủ tiệm chia sẻ, thì sau đó họ đã mời lực lượng quản lý, cơ quan chức năng đến làm việc, xử lý nam thanh niên nói trên.